Rồi, chào mừng anh em quay trở lại kênh Gà Rừng Bình Phước. Này quay cái ổ gà nó đẻ lang này. Đẻ trên cái máy này luôn á. Đó. Đó, đây này, đây là cái vườn nhà đó. Đây. Đây con này để xem soi nó còn được bao nhiêu trứng, hư bao nhiêu trứng này, đẻ trong cái hốc này. Gà mà nó đẻ ngoài ấy, thì nó tỷ lệ trứng nó nở cao hơn là mình nhốt ấy, tại vì mình nhốt nhiều khi nó thiếu chất đó. Đó, nhiều khi con nó bị chết phôi nè, nó chết ngạt nè, mẹ nó ấp thì nó cũng cũng tỷ lệ nở cũng cao hơn nữa là mình ấp bằng máy hoặc là mình ấp bằng thủ công á. Cho nên nếu mà nuôi mà có vườn vườn rộng á, các bạn rào vườn rộng có cây cối hoặc là có cỏ giả này nọ cho nó ăn á, rồi nó bới rồi mối mét rồi những con giun con dế thì nó phát triển nó sẽ tốt hơn, chân tay đầu mà lông lá nó cũng mượt hơn nữa, và cái con tỷ lệ con của nó nở cũng cao hơn nữa. Còn còn mà còn gà con mà các bạn ấp mà nó không nở thì nó cũng nhiều nguyên nhân nữa. Đó, một là do bố mẹ không giống không tốt nè, ăn uống thiếu chất nè, đó dẫn đến con nó phôi nó yếu á, nó không đạp cái vỏ trứng ra được, nó chết ngạt ở trong á, nó chết xác ở trong á. Nhiều bạn mà là nó rồi các bạn ấp thì tỷ lệ nó nhiệt độ nó không ổn định, nóng quá đó, trứng nó không đều. Còn con gà mẹ này nó ấp này nó nhiều con ấp rất là chuẩn. Các bạn nên để tự nhiên ấp thì tốt hơn. Dù như bất đắc dĩ mà mẹ nó không chịu ấp hoặc là sao thì các bạn nên hãng nên cho ấp thủ công. Đây, chờ mình lấy trứng này là mình soi xem nó có cồn nhá. Ấp nó cũng được, chắc được gần 10 ngày rồi. Thì gần 3 ngày, 4 ngày hay là người ta nào mà các bạn chiếu được rồi. Để 10 ngày thì càng tốt, nó rõ hơn. Mấy quả này. Mấy quả luôn. Đẻ nhiều hết. Còn không? Một hai ba bốn năm sáu bảy bốn bảy 13 chứ. Hai bốn sáu tám mười hai quả. Rồi chiếu đi xem được bao nhiêu quả này. Đẹp luôn. Đồng ở cái ấy nè, tia tia máu nè, nhờ tia quả khác đây đi che kín đó. Đó nó có không bọt không khí đây đó, đó quả đấy đẹp. Đây, quả đẹp tuyệt vời luôn. Ba quả nó khui kìa, chiếu rất là dễ cho các bạn chỉ cần thấy nó cái bọt khí nó bạc kín và nó nhìn nó một nửa khuyết một nửa nó được. Có tia máu à? Đây là tia máu. Đó, tia máu. Rồi. Nó quá đẹp luôn. Tia máu luôn. Mẹ nó chuẩn hơn. Rồi, ok, chiếu xong rồi đây. Đó, thả ra là trống nó được hết luôn á, còn giờ chỉ còn đợi nó đến ngày nó nở thôi. Chắc là khoảng tuần nữa là nở, cái này được chục ngày rồi đấy, trứng khoảng 18-20 ngày là nở.
cho nó ấp tiếp. Kín vào rồi, video ở đây là hết nhé. Xin chào, hẹn gặp lại anh em ở video sau. Rồi nhớ đăng ký kênh để theo dõi xem là lần sau nó nở được bao nhiêu con nhé. Rồi xin chào.